Sáng ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ nhân bản kết quả xét nghiệm xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội. Theo đó, nguyên giám đốc và phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức là Nguyễn Chí Liêm và Nguyễn Thị Nhiên bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo Vương Thị Kim Thành, nguyên trưởng khoa xét nghiệm và 6 bị cáo khác là kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật hợp đồng, nhân viên xét nghiệm bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 5 tháng 6 2013, bà Hoàng Thị Nguyệt, nhân viên khoa xét nghiệm cùng một số nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức đã tố cáo ông Nguyễn Chí Liêm để cho bộ phận xét nghiệm ngoại trú lấy mẫu máu của bệnh nhân nhưng không làm xét nghiệm mà tự in ra theo nhiều kết quả từ một mẫu khác để trả cho nhiều người. Cáo trạng chỉ rõ trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 2012 đến 31 tháng 5 2013 có tổng cộng 1.544 kết quả xét nghiệm trùng nhau, trong đó 789 kết quả được thống kê vào bảo hiểm y tế và trực tiếp thu của bệnh nhân không có bảo hiểm y tế là hơn 16 triệu đồng, tương đương với 21.000 đồng mỗi kết quả. Qua điều tra, cơ quan công an xác định dù quy định của Bộ Y tế, của bệnh viện đối với công tác tại khoa xét nghiệm là rất cụ thể, nhưng trong quá trình điều hành, ông Liêm đã chỉ đạo các khoa nghiệp vụ tăng cường các xét nghiệm đối với bệnh nhân cận lâm sàng để tăng thu cho bệnh viện. Số tiền này hàng quý được chia vào khoản hỗ trợ tăng thêm cho cán bộ nhân viên bệnh viện. Riêng đối với bà Phạm Thị Oanh, kỹ thuật viên trưởng, người trước đó cũng đã bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đình chỉ điều tra do là một trong những người tham gia ký tên vào đơn tố cáo các sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Dự kiến vào chiều ngày hôm nay, hội đồng xét xử sẽ tuyên án.